Ở chân ngựa thì chúng ta sẽ đi vào cái trong chợ mái vòm của chợ Mường Ảng nhé. Đây là chợ Mường Ảng thuộc tỉnh Điện Biên. Đây chúng ta sẽ đi vào trong chợ Mường Ảng tỉnh Điện Biên. Và trong chợ sẽ có những gì? Rồi. Hôm nay là vào ngày nghỉ cuối tuần này. Vâng, chào cô. Vâng. Đây là toàn cây nhà lá vườn mình trồng đấy nhỉ cô nhỉ? Đây quý vị nhìn cái rau là biết là tự trồng. Vâng, trong nhà. Nhà cô ở đâu cô? Gọi là bản gì ạ? Bản Nong Háng á. Ảng Cang, à xã Ảng Cang. Vâng vâng. Đấy. Nhiều rau quả củ. Vâng. Xã Ảng Cang. Nhiều rau. Vâng. Vâng, rau nhà trồng đấy ở cô. Vâng, nhìn. Vâng vâng. Cô là ở xã Ảng Cang này cô? Vâng, xã Ảng Cang. Rất nhiều rau, nhìn là rau biết là rau là tự trồng nữa, nó rau sạch. Vâng. Vâng. Vâng, vâng, vâng. Cô xã Ảng Cang gọi là bản gì ạ cô? Bản Hồi Sáng. Bản Hồi Sứa. Hồi Sứa, Hồi Sứa. À, Hồi Sứa. Vâng, vâng. Chào cô nhé cô. Cháu đi vào trong này gì đấy. Đây. Vâng, chào cô, cái lá đu đủ này để làm gì ạ cô? Để làm nộm ạ. À, những các rau này là làm nộm đấy đúng không ạ? À, lá đu đủ. Cháu cứ tưởng là cái lá non mới ấy chứ à, cô? Tuy nó thấu quả cái tính à. Ăn quả nào cũng quả bé, quả to. Đây làm nộm này. Đây xem cô. Cái này là cái khoai à cô? Ngó khoai. Cái này nấu canh như kiểu da trâu ở gọi là canh bon đấy đúng không? Canh bon đấy. Vâng. Cháu thấy là ở cái nơi đây là dân tộc Thái là hay có cái món canh bon là rất tuyệt vời. Vâng. Vâng. Cái ngó khoai này là nó phải khoai ấy chứ mà không ngọt thì khoai ngọt đấy ạ. Vâng. Chào cô, cháu đi vào trong này đi. Vâng, về phía bên này toàn những cái đồ chín này. Kìa. Đồ chín. Vâng, quảng bá cho chị mấy khi đồ chín. Vâng. Vâng, rồi rất tuyệt vời. Đây. Quý vị ạ, chúng ta đi chợ bây giờ nếu mà ngại nấu thì có sẵn hết rồi. Chỉ việc là đó, hẳn một dãy. Đây là chợ trung tâm luôn hả chị? Vâng. Mường Ảng. Vâng. Vâng. Đủ các loại đồ. Rất tuyệt vời. Nói chung là không tả được hết, nhiều món quá. Kiểu món toàn món ngon này. À chiều là có lợn là cắp nách quay à lò quay kia đó. Vâng. Rồi xong mà chúng ta hướng sang bên này đi. Vâng. Hướng sang bên này là có cũng có này. Chăn nưa à chị ơi. Vâng. Chăn nưa vâng. Chăn nưa đi. Vâng. Vâng. Rồi. Vâng rồi, cảm ơn chị. Vâng. Đấy chúng ta hướng sang bên này cũng toàn đồ đây. Đây nhìn thấy là món này là chắc cái nướng này của dân tộc Thái đấy hả chị? Vâng ạ, món dân tộc Thái ạ. Dân tộc Thái. Là kho nhựa và có ấy anh ơi. Nó là cái gì ạ? Thịt là nghĩa là thịt vai mình sẽ băm ra mình trộn gia vị mình gói lá chuối. À. Thế rồi là ếch mình cũng chặt miếng rồi. À cũng có ếch cái đây ạ? Có cả ếch đây. À vâng, rồi thì gia vị đặc trưng của người Thái. Đấy, đây mới chính là của người Thái đấy. Tôi nhìn thấy cái lá nướng này là biết là của người Thái rồi. Người Kinh mình không làm vậy yêu quá. Vâng. À chị người Thái à chị? Em người Kinh thôi anh ơi. À người Kinh. Nhân viên nhà em thì người Thái. À rồi, vâng.
Thế là chắc cho chị đạo diễn. Hôm nay là chị đạo diễn 100% luôn. À rồi rồi rồi. Đây chúng ta đến chợ Mường Ảng nhá. Và bây giờ chúng ta mới đến ngó đây thôi, cũng thấy nước mùi thơm toàn thực phẩm mặn luôn được đấy. Đấy chúng ta sẽ đi vào trong chợ thôi mà. Vâng chào chị nhé, em vào trong. Chào anh nhé. Vâng vâng. Đây. Đây là đây trong này này rộng. Nhìn ở ngoài hẹp thôi nhưng mà vào trong là rộng. Chờ đi chợ, chợ hơi lâu đấy. Em mới đợi gì? Ok đi. Đến đây thôi nhưng mà ấy thì vâng rất rộng quý vị ạ. Đây là chợ ở trong chợ trung tâm Mường Ảng ấy, huyện Mường Ảng thuộc tỉnh Điện Biên. Vâng rất nhiều món ăn đa dạng và tươi sống có nhưng mà chắc chắn là không đi vào review hết được và chúng ta sẽ kết thúc video đây ạ. Vâng, gian hàng bên kia là bán những đồ quần áo vải vóc này, như giày dép đủ các loại. Nhưng mà rất tiếc là thời gian không đi vào được ở bên trong. Vâng, lướt qua xung quanh ngoài của chợ Mường Ảng rất rộng. Vâng. Video xin kết thúc ở đây, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các video khác. Đây là mang tính chất là lướt qua một số hình ảnh của chợ Mường Ảng thôi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.